Phan Di Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video chiều nay. Thì hiện tại giờ là chiều rồi quý cô chú anh chị. Di Minh cùng với tất cả các anh em chuẩn bị vào bên trong mộ của nghệ sĩ ưu tú Du Linh để làm vệ sinh buổi chiều, lau dọn mộ của chú trước khi ra về ha quý cô chú anh chị, và chia sẻ cái khoảnh khắc tổng hợp lại những cái câu chuyện ngày hôm nay tại ngôi mộ của chú diễn biến ra như thế nào. Thì Di Minh sẽ cập nhật sau cho tất cả bà con cô bác xem sau khi là ủng hộ dọn xong ha. Thì trước mặt quý cô chú anh chị đây là dẫn là hai ông lăng hai bên canh giữ tại cái con đường của mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Quý cô chú anh chị, cái đường đi thẳng vào bên trong. Hai ông dẫn hiên ngang đứng đây ha, ngồi đây để canh giữ quý cô chú anh chị. Bên trong thì mấy anh em đã đi vào, thì Di Minh cũng đi vào xem để là chia sẻ cái khoảnh khắc cho bà con cô bác. Thì hôm nay Di Minh thấy những cái cây hoa nè, Tết rồi quý cô chú anh chị ơi, hoa đang chuẩn bị nở hoa. Đó. Các bác thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây. Ôi rất là đẹp ha quý anh chị. Đây là bốn cái cây ngày xưa thì gọi là bốn ông tứ linh. Quý cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Bây giờ hôm nay là nó ra hoa rồi, rất là tươi tốt luôn. Bên trong thì mấy anh em vô lau dọn ha quý cô chú anh chị. Rồi thì mình cũng vô mình lau dọn mộ để chuẩn bị cái công tác buổi chiều. Anh em mình tập trung nhau. Đó. Ok không ta? Cái lấy một làm mà lau mộ cô Huệ ra. Hay quá, lau mộ cô Huệ đây. Lau mộ chút xong vô lau cô Huệ rồi. Không nói gì Hải ơi. Nói qua ưu tiên của chứ. Thôi nói gà, nói gà, nói mày. Mày không thùng á, thùng trắng đóng cũng. Tiếng nói nghe tiếng mưa, con ngồi cây nhớ cầu ở nơi nào, cầu có nhớ con không? Ôi mơ ai con hoài xa gia đình, con cũng nơi một mình có cả nữa, họ kiếm bản quyền hết bây giờ. Thấy bài đó thì có bản quyền không? Bản đó nè. Bài đó có đó. Hồi nãy anh Nam gửi cho tôi qua cho con nghe đó rồi. Con nhớ tội mày nữa. Hả? Về anh em. Không có. Bản quyền này hát. Tại vì vô nét rồi cho nên là có bảo vệ. Anh nói gì đâu đúng. Chứ hồi đi anh. Bản quyền ngoài hát của nó lên mộ đi em quay mà chung với mình mà. Ừ, phải đó. Mọi người sao vậy? Ừ, sao vậy? Lát coi lại mình. Ủa đâu quay lên đó, mấy chục kênh lên đó. À, hồi nãy
em coi rồi, em coi trong cái tiêu đề của ổng luôn rồi. Em vô trong Gmail á, nó báo Gmail rồi. Thì báo Gmail á. Gmail của YouTube á. Nó nói là từ bên yêu cầu của là kênh của anh luôn. Nó báo rõ mà. Bên kia yêu cầu mà. Không có tự động, cái này nó yêu cầu mà. Bên kia ba trong cái email, cái mail của ổng á là để bên kia yêu cầu. Còn cái ông này bên này, kênh của anh á, ổng không nói thôi, nói là ổng nói tầm bậy tầm bạ không à. Phải chụp cái đi cái gức văn em đang gửi lên em là thôi bắt nó rất là lâu về nó mới mười mấy phút đó. Nhưng mà trong mail nó để mà. Trong mail nó để mình đọc rõ ràng á, mọi người thấy không? Tiểu bài xong tính bấm người ta là mời nó phải đơn giản rồi. Đúng rồi. Em phải chụp tên của em, ngày tháng năm sinh, rồi giấy tờ tùy thân em, nó xác nhận em là chủ tên. Rồi mới đánh. Được chưa? Được rồi, mẫu cô Thanh gọi chưa? Đó, mình cũng qua mình lao mộ cho cô luôn ha. Mình lao cho chú rồi, xong mua lao mộ thôi cho cô. Đó. Mình hứa hồi sáng mình hứa là mình làm quý cô chú anh chị. Lâu lắm rồi mình cũng không có lao mộ cho cô. Tại vì cô là Duy Minh cũng rất là yêu quý thần tượng. Đó, quý cô chú anh chị. Nói chung là thần tượng thì nhiều thần tượng lắm quý cô chú anh chị. Nhưng mà thần tượng nào quý nhất nó có phân giai cấp ha. Nhưng mà miễn là mình thần phần tượng mình yêu quý những người nào mà hay đó, mình thấy hay và có ý nghĩa là mình thần tượng không quý chú vậy. Cô ngày xưa là Duy Minh hay nghe cô là kể những cái video mà đọc chuyện hình như là chuyện bên thầy hay lắm. Còn những cái vở tuồng của cô là Duy Minh biết là Đường Gom Nguyên Bá, là Trung Giai, là Thủy Cúc, đó, có rất là nhiều vở tuồng nè. Ngao Sọt Hến nè, Trung Giai là Thị Hến là quý chú vị đó. Không biết là mai chị Hồng Loan có lên không ta, chiều còn thổi hỏi đi. Lâu quá rồi Duy Minh cũng không bên ngộ cô này lao cái là dơ liền ha quý chú anh chị. Anh em mình lâu lâu thỉnh thoảng cũng lao là dơ thấy không à. Tụi con còn ở đây ngày nào thì dẫn lao dọn mộ của chú Duy Linh, xong rồi thỉnh thoảng cũng qua lao mộ chú của cô ha. Cái này là mình nói thật tình mình lao lâu lâu mình mới lao qua lao. Ngày trước thì mình lao thường quý anh chị, sau này mình ít lao. Có sao mình nổi dậy quý anh chị, mình lao theo cái lòng của mình hướng lên mình lao à. Đó, quý anh chị cũng vậy chứ không có ấy. Nhưng mình thấy lâu lâu á, thấy lâu lâu á là mình qua mình lao mộ cho cô chứ mình không có lao thường xuyên. Cái mộ của chú thì mình lao thường xuyên quý anh chị. Giờ mà thay tấm mới ha. Phải nhớ cẩn thận nè, cái hình mới là mình phải lao trước, Hải nó mới lao bên kia rồi, quý cô chú vậy chắc mình phải lao bên đây thôi. Đó. Anh em mình nha, hồi trước là mình lao mỗi ngày luôn đó quý cô chú anh chị. Sau này là mình ít lao lại. Rồi đây mình lao mình rất có ý ha. Cái khăn dơ mình lao cái phần dưới cũng lao mộ, nhưng mà cái khăn sạch á là mình phải dành lao mặt à, thấy không? Lao mình rất có ý thức nha quý cô chú anh chị, lao cái phần trên ha, mặt của cô. Đó là khi mà sao xong cái này rồi mình lao luôn cái khác luôn đó. Đi đây nè. Chung là mình cũng yêu quý chú Thanh Điền ha, nghệ sĩ. Các nghệ sĩ là mình ai cũng quý quý cô chú chị.
nhiều khi mình ta là người mà đã cũng ít ít nhiều gì cũng tận tâm với người, phục vụ, cống hiến những cái nghệ thuật cho mình thì mình cũng phải trân quý, quý chú chị. Có mấy cô chú mình mới có những cái vở tuồng mình giải trí nè, mình nghe mình giải trí rồi. Ông hát tặng cho ba mẹ mình ngày xưa, ba mẹ mình thì thích cải lương mà, nó có mấy cô chú, mấy cô mới là hát tặng được, trong khi đó là tâm hồn nó thoải mái khi mà nghe được ba mẹ mình, ba mình thì không thích nhưng mà mẹ mình thích, chắc là ghiền cải lương, mẹ mình ghiền cải lương lắm. Mẹ coi thích coi nhất là cô Tài Linh, cô Tài Linh thì với chú Vũ Linh, cô Tài Linh thì hình như vở tuồng nào mà cô cũng khóc hết, mẹ mình đều khóc theo quý cô chú vậy, cũng là cái duyên lành. Nào với đây sẵn ha, đó là mộ của cô xong rồi thì mình qua đây ha. Mọi người nghe cái tin tức gì chưa, có nhiều cái ai mà chơi cái mắt là lấy cái số điện thoại của cô đi đặt đồ tức quý đặt 4 cây ấy. Trời ơi, ba con số cũng nội ơi, nói thẳng ra đi cho người ta ấy. Rồi, bữa hôm nay là đặt thêm cái quan tài nữa. Ai à, mà chơi ác vậy? Cái này không, cái này là chơi ác nha. Không thiệt. Trời. Không, cái này clip em có coi rồi. Ba con số này được chứ mà. Người ta giao đi, họ giao cô đây, không chị không? Em giao bao con số đó đây. Không không, chơi gì là ác thiệt không, cái nào đâu có đó đàng hoàng nha, chơi gì là ác á. Những cái tên mà thất học, vô học không có làm gì. Không, cái này là mình nói không phải là mình binh nha, nhưng mà mình suy xét lại là chơi gì là ác lắm á. Đặt cái vụ quan tài là hơi ấy đó. Ờ à, còn được, giỡn giỡn nữa hả, mà ba cái quan tài là nó... Thì nó đưa số chạy hợm. Cái kia cũng vậy nữa, đưa số cho người ta, đừng đặt cái kia xong cái cho số của cô. Đúng không? Cho số cờ là cái số đó là nó đang dạy dạy trong bệnh viện. Có coi clip rồi, có coi clip rồi. Bây giờ gì nó cũng có cờ. Cái đó là hơi quá đáng nha, cái nào mình nói mình không có binh nào đâu cái đó đàng hoàng. Lao nữa. Tại vì mấy em mới lao xong mà. Mới lao xong mà. Không. Em phát hiện một điều là mỗi lần em lao mộ chú cho em lao cái mặt em là thấy dơ hầy luôn. Chứng tỏ cái mặt dơ đúng không? Cái này cái nào mình nói đâu ra đó là ngoài dơ gì là không được. Nói chung là gì là không được. Khoan cảm lắm đó. Đạo đức nữa đó thiệt á. Đạo đức xét suy xét gì đạo đức con người á. À. Không, cái nào sai, ví dụ cô sai thì mình nói sai, còn cái nào mà đúng thì mình nói đúng, không có bên ai hết, bỏ ai hết á. Chọc cái gì mình chọc, mình giữ cái đó là đặt cái quan tài mà gặp mà mấy bà mà ở dưới quê một cái mà đặt cái đó một cái mà chữ ba ngày ba đêm chưa thấy, chưa ngóc lên đầu lên nổi nữa. Tài là cái cấm kỵ nhất luôn. Dù cái gì đó tài vô đây dữ hả? Đúng. Đúng. Ai lấy khăn bó đây à? Sao giờ này anh lấy thôi gì ngừng lao luôn, quá trời nước nó xì vô mộ à. Vậy thôi giờ cúng đi ha, quên cái chuyện gì. Cái tháp cao 2 mét tháp nước quá hoành tráng luôn. Chưa? Em đặt máy đi. Chưa. Đặt máy gì đó, đi chỗ đó thấy được. Rồi. Em đặt máy nha. Quá khăn hết. Đặt máy này nha. Chị nè. Chị né qua bên đi chị. Cho đứng cho mình quay, mình đứng cho một góc nào cho nó khép vô. Để cho người khác. Người ta quay. Đi thì chị sàng sàng như đó là gì đó. Để khép vô ha. Khép vô. Phải mà mình phải... Đi thôi. Anh Nguyên Vũ cũng tổ chức nghe đó nha.
đúng rồi, dạ cái MV đó. Nhưng mà cái này có chút sáng là 7 giờ. Nói chung là hai người chịch nhau như có 1 giờ 1 tiếng à. 1 giờ thôi. Nam mô. Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2021. Của kênh của ban khách sự của kênh YouTube Duy Minh Vlog. Thắp nén hương trình diễn các chùa các ngài. Tổ thần tổ mộ tổ địa đã đa duyên gặp hoàn bộ cảnh lâm thành hộ pháp địa trang qua Duy Minh Dương. Cũng như chúc mừng ngày sự ngũ tuấn du linh ông tinh thần giỏi chân ngoan có cái trên tâm giác ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Ngày 14 tháng 2 năm 2023 lịch năm Quý Mão Hùng Thọ 86 tuổi. Hôm nay Duy Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác chàng trai trong nguồn ngoài nước. Gửi gắm Duy Minh thì nghĩa như lòng cùng những chú được dẫn sống về miền thiệt lạc. Duy Minh cũng nguyện giấy cho tất cả các anh em từ ở phía chúng YouTube để ủng hộ của chú trên đường về đường lộ bình an đi đến nơi về đến chỗ. Cảm ơn anh. Đó, chiều nay thì các anh em cũng đã dọn dẹp xong hết chú cậu gì cũng được mà lớn hơn ba anh hả? Đúng một tuổi hả? Tại vì cái danh từ của chú nó có sẵn rồi đó mình tại danh từ từ cậu á với cô chú chị nó có sẵn rồi cho nên là mọi người đều kêu bằng cậu, còn Duy Minh thì mình chẳng gọi bằng chú, mình gọi chú quen rồi quý anh chị, lúc mà chú mớ mắt thôi là mình đã gọi chú rồi. Bây giờ mình đốt hương tiếp tục thắp xung quanh. Xong rồi anh, xong rồi đơn giản thôi. Không có hương xung quanh hả? Mai thấp, lâu lâu thấp lại cho ngày đám thấp đóng. Hai ngày thấp một lần. Anh cứng gì ta? Đó. Giờ mình đi thắp hương xung quanh ha quý cô chú anh chị. Ghê giỏi không? Như vậy mà nhỏ chắc má quýnh lắm. Bởi vì giỏi rồi gì đó. Nam mô Di Phật. Hồi nhỏ mỗi lần á là không quét nhà là má quýnh cho nên là khi nào cũng phải quét nhà cho quý chú vậy. Đó. Cũng thương á. Nó giỡn nghe quý chú chị. Đó bây giờ thì ồ có bình qua viên người ta chở khán giả đến ha buổi chiều ha. Nam mô Di Phật. Này chú Thanh Tú ha quý chú chị. Nam mô Phật. Còn đây là chú Hề Sa. Đó là chú Hề Sa. Còn đây là cô Thanh Kim Hoại, thầy sĩ nhân dân Thanh Kim Hoại. Nam mô Phật. Mình cũng với bộ hải cũng mới lao mộ cho cô. Nam mô Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú Nam Hồng, là ba của cô Thanh Thanh Tâm. Nam mô Phật. Còn đây là nghệ sĩ Tư Còn, quê của ông thì ở Bình Dương quý cô chú chị, ở gần Phú Cường, xã Phú Cường á. Nam mô Phật.
ở gần gần thị xã thành phố Thủ Dầu Một. Còn cô soạn giả sĩ Nhị Kiều với chú Tâm Văn là hai nghệ sĩ Nam Mô Phật, nghệ sĩ nhân dân cũng là thuộc bạc tiền bối quý anh chị, và là mẹ nuôi của là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Thanh Sai, nghệ sĩ Nam Hùng, rồi nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Hoại. Đây là những người nghệ sĩ phải là cố cụ không đó. Đặc biệt là mình ấn tượng với cái chú này, Nam Mô Phật. Phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghĩa mẹ từ biển đông. Đây là những cái câu thơ để trên mộ rất là hay và ý nghĩa. Cây mọc có cội con nên nhớ, nước chảy con nguồn trả cho quên. Không biết là ba câu thơ này là của ai suy nghĩ ra để là lập trên cái mộ của, khắc trên mộ của chú. Nhưng mình nghĩ rằng là con cháu của chú và gia đình của chú chắc là hẳn thì cũng rất là có hiếu với ông bà Nam Mô Phật, mới suy nghĩ ra những cái câu từ như vậy với anh chị để nhằm nhắc nhở con cháu của mình. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhắc nhở con cháu của mình là không quên cái công ơn của cha mẹ ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ Minh Đạt quý cô chú chị. Ông là vừa là nghệ sĩ mà vừa là lương y luôn nha. Ông rất là có tài. Đó. Hai nghề luôn. Quê của ông thì ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Còn đây là nghệ sĩ nhân dân Giang Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Và trên ngôi mộ của ông á, ngoài ông ra thì còn có là diễn viên Thế Sơn, là ngày trước khi mà chú Giang Châu mất thì con của chú đã mất trước 6 năm đó quý cô chú anh chị. Từ chặng ngày 6 tháng 8 năm 2013 đó quý cô chú anh chị, trước đó và sau khi mà chú mất thì mới giờ về đây lấy hài cốt về đây là lập trung ở đây luôn quý chú chị, ở hoa viên mình luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đây là Quái Kiệt Tòng Sơn, trung tâm sách kỷ lục Việt Nam. Ông đã xác lập kỷ lục ha quý cô chú chị, để chứng minh lời quay gần cho bà con bác xem nè. Thưa quý vị, nghệ sĩ Tòng Sơn nè, người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam đó quý anh chị. Nội dung kỷ lục được công bố trong bộ sách Những Kỷ Lục Việt Nam, công ty Vietbot và nhà sản xuất Thông Tấn xuất bản, đồng thời công bố chuyên sang kỷ lục Việt Nam trên báo điện tử Việt Nam Net quý cô chú anh chị. Đó, thờ để coi vào năm nào hết quý cô chú anh chị. Ông xác lập kỷ lục năm 2005 quý cô chú anh chị. Đó, năm 2005. Thời điểm xác lập kỷ lục, thời điểm xác lập kỷ lục là năm 2005 đó. Còn đây là cô Bích Lăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Bích Lăng đây là quê quán thì ở Thanh Hóa, nhưng vào đây lấy chồng ở trong đây đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là nhà thơ Ngô Anh Chương. Cô lấy chồng ở đây là chú nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển này quý cô chú vị. Nam Mô A Di Đà Phật, là chồng của cô đó. Chú Hồ, nghệ sĩ Hồ Kiển thì ông đã cũng lập kỷ lục, lập kỷ lục nhất là người đóng nhiều phim phụ nhất ở Việt Nam quý cô chú vị. Nam Mô Phật. Lúc thời bây cái thời trước. Nam Mô Phật. Và đây là nhạc sĩ Vinh Sử ha. Nhạc sĩ Vinh Sử thì có rất là nhiều bài hát, Nhận Cỏ Cho Em, Không Giờ Rồi, Đêm Lang Thang, Còn Cửa Trái Tim. Nam Mô Phật. Còn đây là nhạc sĩ Thị Anh Sơn. Nhạc sĩ Thanh Sơn thì nổi Buồn Quả Phượng là phải nói là nhắc tới cái tên bài hát thì không ai mà không biết về ông. Ủa, nước không vậy? Ấy, vậy là không cấm được quý vị chứ. Thôi mình cấm ở đây đi ha. Nam Mô A Di Đà Phật, cấm ở đây đi. Tại vì bên kia thì bị nước rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nói chung là cái câu chuyện mà hồi nãy anh áo vàng á, anh nói á về cái cô lành á bị người ta mà đặt nè, nó thẳng cho bà con biết luôn, đặt bao cao su nè hôm trước nè, và đặt quan tài luôn á, là nếu mà mình nhìn khán giả mình nhìn vô một cách công tâm ha, dù có ghét cỡ nào nhưng mà mình làm như vậy là nó vi phạm đạo đức con người quý cô chú anh chị đó. Không ai mà dám làm kiểu đó hết. Nó thật sự luôn á. Nam Mô Phật. Không biết có hay không nhưng mà lên clip đó thì Duy Minh thấy có quay trên clip Duy Minh với anh áo vàng xem đó, quý cô chú anh chị. Như vậy là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình khuyên mấy anh em cô chú nào đó, ai nào á cô ghét á thì cũng đừng có dù mình nói này kia là dữ lắm rồi, mà mình đặt cái đó mình lừa mình cho số điện thoại mà đặt quan tài là không nên, thật sự luôn, cái đó là thuộc về tâm linh rồi đó, không nên quý anh chị, và nó vi phạm cái đạo đức con người. Cho nên là mấy bạn cũng anh em cô bác anh mấy bạn cũng có kinh nghiệm ha, mình ghét ta ghét nhưng mà mình phải ấy. Gì, chửi gì nữa trời đó. Anh em thì đã xong rồi, Duy Minh thì bữa nào cũng là xong muộn hết quý chú chị, tại vì mình còn đi thắp hương xung quanh nữa ha. Đó, cho nên là phải chởi. Mấy anh em thì ở đây tắm ở đây luôn đi Ngọc, tắm luôn đó. Xong xuôi một ngày coi như là im đềm ha quý cô chú anh chị. Rồi có những cái tin hot ngày nay như thế nào thì Duy Minh cũng đã đăng tải hết cho bà con cô bác xem rồi. Mong bà con cô bác xem video đừng tiếc like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Tại Duy Minh có cái động lực chia sẻ cho tất cả bà con cô bác xem mỗi ngày tài mộ của nghệ sĩ ưu tú Duy Linh có cái điều gì mới mẻ hay không ha quý cô chú anh chị. Thì thông tin là chị Hồng Loan cũng tổ chức khai trương cửa hàng của mình ngày 19, và anh Nguyên Vũ cũng ra mắt MV của mình đó, cũng ngày 19, như là cách nhau một giờ thôi, rồi lúc 17 giờ của chú chị đó, của chú chị. Và cái thông tin anh em mình đã biết thì chia sẻ cho bà con cô bác rồi, bà con cô bác cũng xin chúc bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe ha. Cuối tuần thì gia đạo gia đình của mình được ấm im hạnh phúc và xung quầy bên con cháu của mình. Và đừng bà con đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha. Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video sáng mai tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh heo quý của chú anh chị.